cách để chúng ta có một cây hạnh phúc mini mà không có tốn tiền nha mọi người. Thì đây là chúng ta sẽ nhân giống từ những cái cành bông của cây hạnh phúc này luôn, tại vì bông của nó đó là sau khi mà nó già bông rồi á thì nó sẽ đâm chồi những cái cây nhỏ ở dưới những cái nếp bông như thế này luôn. Khi mà chúng ta đợi cho cái chồi, những cái chồi mới này á kiểu như nó là đủ cái độ tuổi để mà mình nhân giống ra, ví dụ như cái gốc mà em đang cầm nè thì cái gốc này nó sẽ là phù hợp, còn ví dụ như gốc này thì nó đang quá nhỏ và mình có thể check xem là ở phía dưới của nó thì nó đã có mọc được những cái nốt rễ chưa. Nếu mà có mọc rồi thì nó ok, còn ví dụ như cái này thì nó lại quá già, nó quá lứa thì kiểu như là nó sẽ không có cái năng lực tươi tươi mới để nó phóng rễ rồi nó phát triển tốt, thì mình nên lựa những cái chồi non nào mà nó ok, nó phù hợp lứa. Còn như này già quá, mọi người thấy không, nó đã ra bông luôn rồi, nó muốn già luôn rồi đó. Nhìn như cái cỡ này thì cũng ok nè mọi người, cao tá cao tầm khoảng 20 cho đến 30 cm và nhìn lá của nó chưa có già nha. Còn non quá mà cỡ 10 đến 10 cm thì lại là quá non. Như cái bụi này càng nhiều mọi người càng thấy, nếu mà càng có nhiều chồi cỏ non như thế này á thì cái khả năng mà mình nhân giống nó nhanh sống nó sẽ rất là tốt, tại vì lúc mà nó phóng rễ ra thì nó sẽ ra được nhiều á. Chứ mọi người đừng có lấy một cọng nha mọi người, bất kể cái bông đó mọi người đem đi trồng luôn. Nếu mà mình có điều kiện á thì lúc mà mình dăm mới này á thì mình để ở nơi nào đó nó hơi bóng bóng mát mát thôi, chứ đừng để nơi nắng gắt quá, nó sẽ bị mất nước và nó sẽ kiểu nó lâu tươi hơn.